đồ nghề đi phượt, kỹ năng, sức khỏe và an toàn, ăn uống, ngủ nghỉ, xe cộ, thông tin đường xá, dịch vụ vận chuyển. Tất cả sẽ có trong chuyên mục Ba lô lên đường. Hãy lắng nghe Ba lô lên đường để tích lũy thêm những kinh nghiệm cho chuyến đi thêm an toàn và hoàn hảo. Ba lô lên đường, đồng hành cùng bạn trên những chuyến đi. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ba lô lên đường. Thưa quý vị và các bạn, Bạch Mộc Lương Tử mới được khai phá đường lên năm 2012 là một địa danh còn nhiều bí ẩn và vẫn là một cái tên còn khá xa lạ với dân xê dịch. Tuy nhiên, cái tên mỹ miều này luôn gợi lên niềm đam mê muốn khám phá và chinh phục của nhiều phượt thủ. Để leo núi Muối, chinh phục dãy Bạch Mộc Lương Tử, bạn phải mất 3 ngày, 2 đêm để leo núi. Hiện đã có 2 đường leo. Chính vì vậy mà chương trình Ba lô lên đường ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bạn lịch trình tham khảo chinh phục núi Muối theo 2 cung đường. Từ kinh nghiệm được chia sẻ từ phượt thủ Ngô Huy Hòa. Núi Muối thuộc dãy Bạch Mộc Lương Tử với đỉnh cao nhất trên 3.000m và là ranh giới tự nhiên giữa Lai Châu và Lào Cai. Ở cao độ trên 2.000m nằm ở địa phận tỉnh Lào Cai, là nơi có góc nhìn thoáng đãng, khung cảnh đẹp nhất trong hành trình khám phá núi Muối. Đây là một khu rừng rậm rạp, ẩm ướt với hệ sinh thái đa dạng. Để leo núi Muối, chinh phục dãy Bạch Mộc Lương Tử, bạn phải mất 3 ngày 2 đêm leo núi. Hiện có 2 hướng leo, một là từ xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Hai là từ bản Dền Sung, xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bạn có thể kết hợp leo lên một đường và về một đường để có nhiều trải nghiệm hơn. Sau đây là lịch trình tham khảo cho hành trình chinh phục núi Muối theo 2 con đường. Cung khám phá núi Muối xuất phát từ Lào Cai. Ngày thứ nhất, Hà Nội Sapa. Bạn sẽ mất khoảng 4 tiếng cho tuyến Hà Nội Sapa nếu bắt khách xe giường nằm tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát và đi trên đường cao tốc. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn đi bằng tàu hỏa. Giá vé ô tô giường nằm là 250.000 đến 300.000 đồng. Thông thường, mọi người sẽ chọn thời điểm đến Sapa vào buổi chiều tối và có thời gian nghỉ ngơi một đêm để lấy sức. Ngày thứ hai, Sapa, Ô Quy Hồ, 8 km, Mường Hum, 35 km, Sàng Ma Sáo, 6 km. Theo lịch trình, 5 giờ sáng, ăn sáng, thuê xe máy tại thị trấn Sapa. Giá thuê xe máy vào khoảng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một ngày đêm. Bạn cũng có thể thuê xe và khởi hành bằng xe máy ngay tại bến xe Lào Cai, nhưng giá thuê đắt hơn. 7 giờ, khởi hành đi xe máy 8 km thì đến bản Ô Quy Hồ, rẽ phải vào đường tỉnh lộ 155 đi bản Xèo, đến chợ Mường Hum và rẽ đến Ủy ban Nhân dân xã Sàng Ma Sáo. 9 giờ, tới Ủy ban Nhân dân xã Sàng Ma Sáo, liên hệ người dẫn đường và người khuân đồ tại bản. Đi xe máy chừng 5 km nữa là tới điểm trường bản Kỳ Quan San. 10 giờ, gửi xe máy và bắt đầu leo từ bản Kỳ Quan San. Bạn nên cố gắng xuất phát leo núi sớm để tới điểm nghỉ trước lúc mà trời lặn. Điểm nghỉ là một thung lũng với bãi đất trống. Hiện có một lán gỗ của dân đi rừng tại đó. Độ cao ước chừng 2.100 mét. Đường leo ban đầu là những lối mòn, băng qua nương ruộng rồi theo đường đi làm thảo quả của dân bản. Bạn có thể bắt gặp nhiều lán và bếp củi của dân tộc để sấy thảo quả bên đường. Kế đến, bạn sẽ vượt qua một con suối khá lớn. Mùa này nước không nhiều, nhưng bạn cũng phải rất cẩn thận với những tảng đá rêu phong, nước lạnh buốt. Tiếp đến là khu rừng thảo quả, và cuối cùng khi tới những cánh rừng nguyên sinh là bạn sắp đến điểm hạ trại tại độ cao 2.150 mét. Bữa trưa chỉ chuẩn bị đồ khô như bánh mì kẹp và đồ hộp. 18 giờ, tới điểm hạ trại, dọn dẹp, dựng lều và kiếm củi, làm đồ ăn chuẩn bị bữa tối. Mùa đông, khi cái giá rét, hanh khô làm bạn khó chịu thì cũng chính là lúc thích hợp nhất để bạn có những chuyến leo núi thú vị. Tuy nhiên, cần lưu ý mang theo nhiều đồ ấm. Ngày thứ 3, lên đỉnh núi Muối. 4 giờ 30 phút, dậy chuẩn bị đun nước, nấu mì ăn sáng. 5 giờ, khởi hành lên đỉnh núi Muối, ngắm bình minh. Bạn sẽ mất chừng 1 tiếng để thoát ra khỏi khu rừng rậm rạp. Từ đây mới có những góc nhìn thoáng đãng. Tiếp đến, sẽ leo đoạn đường cực dốc, bám rễ cây và vách đá, leo lên trên điểm ngắm mây. Đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm và không dành cho những ai yếu tim hay sợ độ cao. 8 giờ, bạn sẽ lên tới đỉnh núi Muối, tại độ cao 2.800 mét. Đây là điểm ngắm biển mây đẹp nhất trên hành trình.
nếu muốn lên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử cao 3.045m, bạn sẽ mất chừng 5 giờ leo vách núi nữa rồi quay lại lán nghỉ và xuống núi ngày thứ 3. Lưu ý là trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử không thoáng đãng và góc nhìn không đẹp. 10 giờ, khởi hành nhanh xuống núi nếu bạn không muốn ngủ thêm một ngày trong rừng. 17 giờ, ra khỏi rừng về bản Kỳ Quan San. 20 giờ, về đến Sapa, ăn uống và lên chuyến xe muộn về Hà Nội. Tiếp theo đây, mời các bạn cùng tham khảo lịch trình khám phá Bạch Mộc Lương Tử từ Lai Châu. Ngoài cách leo lên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử từ bản Kỳ Quan San, tỉnh Lào Cai, mọi người còn có một phương án khác từ hướng bản Dên Sung, tỉnh Lai Châu. Tuy vậy, nếu lên và về hướng Lai Châu thì không qua núi Muối, cảnh quan không thoáng đãng để ngắm mây như ở bên Lào Cai. Vì vậy, các bạn có thể kết hợp lên từ hướng Lai Châu và về hướng Lào Cai. Với phương án này, bạn sẽ mất 3 ngày 2 đêm trong rừng và phải qua đỉnh Bạch Mộc Lương Tử trước khi về núi Muối. Lịch trình cơ bản khi đó sẽ là: ngày thứ nhất, Hà Nội, Lai Châu. Bạn đi xe khách giường nằm, chạy đêm lên thành phố Lai Châu. Ngày thứ hai, Lai Châu, Dên Sung. Đi xe ôm vào tới bản Dên Sung hoặc đi taxi vào tới xã Xin Suối Hồ rồi đi xe ôm vào bản Dên Sung. Có thể liên hệ dẫn đường là người bản địa ra đón. Tuy nhiên, nếu đi từ hướng này, bạn phải xin giấy giới thiệu từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu ngay trong thành phố, rồi vào trình báo với biên phòng địa phương tại bản Dên Sung, leo núi và nghỉ ở độ cao 2.500m. Ngày thứ ba, lên đỉnh Bạch Mộc rồi xuống nghỉ gần đỉnh núi Muối. Ngày thứ tư, xuống núi, về Sapa. Xuống núi, hướng bản Kỳ Quan San, thuê dân bản trở về Sapa, lên xe khách chuyến muộn về Hà Nội. Bạn nên đi theo nhóm, tốt nhất là với bạn bè có cùng sức khỏe và cố gắng rèn luyện trước khi tham gia leo núi. Những đoạn vách đá dựng đứng lên đỉnh Muối không dành cho những người yếu tim và sợ độ cao. Sau đây là một số lưu ý khi bạn có ý định chinh phục ngọn núi này. Lên lịch trình cụ thể và tính toán kỹ thời gian, liên hệ trước với người dẫn đường, chỗ thuê xe máy và đặt trước vé xe khách, vé tàu cả hai chiều. Nên đi theo nhóm, tốt nhất là với bạn bè có cùng sức khỏe và cố gắng rèn luyện trước khi tham gia leo núi. Thời tiết trên núi rất rét, cần chuẩn bị nhiều quần áo, khăn, găng tay, tất, túi ngủ, miếng dán nhiệt và thảm cách nhiệt trải nền khi ngủ. Đeo găng tay hạt nhựa và đi giày thuận chân, đế bám, có thể đi hai tất. Để tránh bị thấm nước khi vượt qua suối và đi vào vùng tuyết, bạn có thể dùng ủng đi mưa bên ngoài tất và bên trong giày. Chỉ mang đồ ăn gọn nhẹ, tránh mang vác quá nhiều. Bữa trưa chỉ nên ăn đồ khô, không đun nấu để tiết kiệm thời gian. Bắt buộc phải leo đến điểm đỉnh là những lán trại của dân đi rừng dựng sẵn, nơi bằng phẳng, kín gió và đặc biệt là có nguồn nước gần. Leo núi đi thật đều, tập trung nhịp thở và cố gắng đi thật mệt mới nghỉ. Không được nghỉ quá lâu, cơ thể bị lạnh và các khớp dễ bị mỏi. Uống nước chỉ nên ngụm từng hớp nhỏ, tránh uống nhiều liền lúc. Trên đây là những chia sẻ từ kinh nghiệm của Phật thủ Ngô Huy Hòa chinh phục núi Muối theo hai cung đường. Hy vọng các bạn sẽ có những sự chuẩn bị thật tốt cho chuyến hành trình của mình. Chúc các bạn chinh phục thành công đỉnh núi Muối. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.